Sự chênh lệch đâu đây? Rồi cặp ở dưới đã tung nước nữa kìa các bạn ơi. Vậy là cặp thứ hai đang xuất phát ở dưới luôn. Ông rồi con kìa, bung nước ở dưới kìa. Quá trời ơi. Rồi cặp đây coi sao đây các bạn. Coi sao, ây cha. Bên áo cam làm như không kịp cho bên áo vàng nha. Bên áo vàng tôi quá tỉnh. Đây các bạn coi quá tỉnh ơi. Trời ơi ăn khá xa. Xa lắm. Bây giờ là nước rút các bạn, tăng tốc nước cuối. Coi sao đây. Phút cuối cùng các bạn ơi. Rồi bây giờ tăng tốc nít ơi. Trời ơi bên áo vàng còn sức quá trời luôn. Ôi, bên áo vàng còn quá sức các bạn. Ăn khá nhiều luôn á. Rồi bây giờ rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Quá rồi cặp này xịt xịt với nhau. Sát bên luôn. Ô kìa. Quá kịch đúc luôn. Ở chỗ của xe à, hai ghe này đang năm năm nha các bạn ơi, chưa ai biết thắng ai nha. Tà mâm tà mâm tà mâm với ai đây không biết luôn, mình nhớ màu áo thôi. Hình như mình thấy ai chả đang năm năm luôn á, chưa ai hơn ai nha. Ồ bây giờ tàu mâm đang quýnh nước rút đây, hình như là bây giờ là đang tăng nha bạn ơi, đang tăng rồi. Ây cha, ra bên đây dốc hơn rồi. Ừ rồi. Ồ ra bên đây lên rồi, đang lên. Wow, quýnh nước rút các bạn, hai ghe này quá kịch lúc luôn. Vậy là tạm không thua. Rồi các bạn đó, bây giờ đã xuất phát xong. Bây giờ anh em đang bốn đội chúng ta bây giờ đang chuyển về điểm xuất phát để chúng ta đụng chéo với nhau. Còn đây là sáu đội, hình như là chúng ta đụng xây vòng đấy nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ phân ra, ai thua thì sẽ loại, thì chúng ta sẽ lấy lại là còn bốn đội. Đây là mới đua trận đầu tiên của vòng sáu đội. Màu cam. Số sáu. Nguyên một đội hình. Đây các bạn, đội ghe của sáu sậy. Đó, bây giờ thì chúng ta chuyển lên ba ghe, còn một ghe của tà mâm. Gà tà mâm mới thua. Đây các bạn, tà mâm. Đây là đội của sân nhà. Mà vô vòng 6 đội thì đã vòng đầu tiên đã bị thua. Rồi tiếp tục trận đua thứ hai. Tôi có giữ được hay không nha các bạn.
Rồi, rất phát nha các bạn. Rồi, bây giờ xuất phát. Lần thứ hai. Rồi bây giờ dòng này cũng là dòng quyết định đó đó nha các bạn ơi. Ai ăn hai quận thì sẽ nhất bản lại các bạn. Ai mà thua hai quận là lỗi trực tiếp luôn. Dòng này 6 đội chúng ta sẽ để mình đứng lên dễ xem cho các bạn dễ coi. Wow, đây là những dòng quyết định rồi, bởi cho nên anh em là phải là nổ hết mình nha các bạn, cháy hết mình luôn. Đây này, đây là giờ phải tìm ra hai đội dẫn cho đang xóa cửa các bạn ơi. Bây giờ mình cũng đã thấy 5 năm với nhau nha. Rồi bây giờ cặp tiếp theo ở dưới cũng đang búng nước luôn rồi kìa các bạn. Rồi bây giờ thì cặp tiếp theo bây giờ không có sự tăng tốc nhẹ các bạn ơi. Mình thấy bên áo vàng làm như là đã có sự tăng tốc hơn. Đây các bạn, còn bên áo cam. Hay cha, bên áo cam nhảy luôn kìa. Rồi, bây giờ hai ghe hình như là đang 5 năm các bạn ơi, chưa ai hơn ai. Hay cha, mình thấy bên áo vàng nhất hơn lại rồi. Áo vàng quá, đều dầm luôn. Bây giờ đang xuống cửa. Còn 200 mét nữa à các bạn. 200 mét. Ôi giời, số 8 ăn quá nhiều rồi. Bây giờ tăng tốc nước cuối rồi. Sao xảy? Sao xảy các bạn ơi, có nhột kẹp được không? Cuốn mời. Bây giờ nước cuối các bạn. Tăng tốc kìa. Ghe số 8 thắng các bạn. Số 8 vậy là của chúc mừng cho đội Cà Nhung 1. Vậy là đội Cà Nhung 1 thắng các bạn. Trời ơi. Vậy là đội của 6 sảy xuống luôn. Ôi ơi, bây giờ cặp tiếp theo đang tới đích rồi. Ây cha, áo xanh nhất hơn quá nhiều rồi. Các bạn ơi, áo xanh tà mơm nhưng nguyên con gọng vàng, nguyên con gọng xanh, hình như mình thấy gọng xanh đa nhất thơm. Ây cha, tà mơm đang tăng tốc. Tà mơm đang giữa, tà mơm đang giữa, các bạn ơi đang khóc lên kìa, đang khóc lên. Qua rồi các bạn ơi, để coi Cà Nhung kẹp hay không. Còn có sai hay không các bạn. Thấy tầm ông đang bốc lên quá trời luôn. Ây cha, bây giờ Cà Nhung đang tăng tốc quá trời luôn. Để coi ai thắng đang các bạn. Tầm ông thắng trận này là lỗi, thua trận này là lỗi luôn. Trời ơi. Rồi có đồng viên Cà Nhung mừng nè các bạn. Có đồng viên quá mừng luôn, nhảy luôn. Mừng cho Cà Nhung chứ. Rồi vậy là đội chúng ta tăng bấm, vậy là lỗi luôn rồi các bạn. Đây các bạn, ghe số 8. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vô tranh tứ kết. Rồi bây giờ anh em đang hai giỏi mới chiến thắng
khỏe lên, chúng ta sẽ tranh giải nha các bạn. Đây là dòng tứ cấp, ai thắng sẽ vô nhất nhì, ai thua ra 3-4 đó các bạn. Bây giờ chúng ta còn lại là 4 ghe. Đây các bạn, tiếp tục cả nhung. Nguyên một con rồng đang cầm vé vô vòng trong, để anh em chúng ta sẽ tranh lượt là bán kết các bạn. Ai thắng thì nhất nhì, mai thua ra 3-4. Ghe này mới thắng ghe tà mâm nha các bạn. Rồi bây giờ xuất phát nha các bạn. Trời ơi, bắt đầu bốn nước kìa. Đây là con trăng quyết định nha các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn cùng xem. Bây giờ thì hai ghe Nhật Bản đang đụng với nhau. Đây là trận thứ một thi đấu vừa qua, hai thất bại và sắp vươn sắp vươn thắng sáu bảy và năm bốn thắng, như là hai đội đây đều thắng một và đội đặt hai để giúp đạt quay và giúp của bạn ha. Nhất bản C và nhất bản A. Rồi bây giờ thì còn 500m nữa các bạn ơi. Thì cha làm như mình thấy bên tay trái màn hình các bạn đã nhích hơn rồi. Rồi hai ghe tiếp theo xuất phát luôn các bạn. Ai ai bây giờ nó còn trên lệch cũng khoảng 500m nữa, cũng khá xa, nhưng mà mình thấy là cái sự trên lệch quá an toàn rồi. Ai cha, bây giờ ghe này tăng tốc đi trước luôn. Ai ơi, quá hoảng bục rồi các bạn. Ai ơi, bỏ lại quá xa mà đôi bạn rồi. Rồi sao trên lệch dữ vậy ta? Rồi trận này thì ai thắng thì sẽ vô tranh nhất gì, ai thua hình như ra 3-4 đó các bạn. Mà hình như là mình thấy ghe bên đây là đang chờ đội bạn lên. Ai ơi, bỏ xa dữ rồi. Coi nè các bạn. Ôi ơi, không kịp rồi. Wow, đây các bạn, đội hình của cây chôm nha. Ăn hoảng bục luôn, ăn từ đầu đến cuối các bạn ghe này. Rồi ghe này bỏ dầm luôn rồi, hết bơi ơi. Không thể nào kịp các bạn. Rồi tăng tốc luôn kìa, quyết định bỏ luôn. Rồi cặp tiếp theo ở dưới cũng đang lên luôn kìa các bạn. Ây cha, còn cặp này thì 5 năm nha. Cặp này mình thấy đang 5 năm. Bây giờ thì tiếp tục cà nhung và chăn rít răng rít tre quán. Đấy, bây giờ là nước rút của anh em. Bây giờ chỉ còn 200m nữa. Bây giờ các bạn coi cà nhung đánh nước rút rồi nè. Coi chăn rít đánh nước rút luôn. Ây cha, ghe cà nhung đang phóng lên. Đang phóng lên với chân rít. Coi kịp hay không? Ây trời ơi, coi cà nhung đang phóng lên nha các bạn. Đang phóng lên. Trời ơi, cà nhung đang lên kìa. Quá rồi, quá rồi, cà nhung ăn nước cuối không nha. Hồi nãy giờ là các bạn thấy cà nhung đều ăn nước cuối các bạn ơi. Rồi trước đây cà nhung ăn nước cuối được rồi. Ghe cà nhung đang bước nước kìa. Còn ghe chân rít hết tay rồi. Hết tay rồi, không kịp cho cà nhung quá. Coi kịp hay không?
Vậy là ghe xanh đó nghe các bạn, ghe xanh thua. Đại nhân nếu không ra đường tour lắm.